Công ty Ảnh Dương phát hành bộ phim Tình Taxi do TVB sản xuất. Giám đốc sản xuất Lương Tài Diễn, biên kịch Lưu Tiểu Quần, biên tập Giả Chí Nam, Ngô Diệu Đồng, đạo diễn Âu Diệu Hưng, với các diễn viên Trịnh Tác Sĩ, Quỳnh Hạo Nhiên, Lưu Tử Sang, Quách Thiện Đi, Tào Vĩnh Liêm, Nguyễn Quỳnh Đan, Lý Hương Cầm, Quách Phong cùng một số diễn viên khác. Nhóm biên dịch và lồng tiếng Ảnh Dương, người dịch Bích Ấn, Xuân Thu, Quốc An, Ẩn Mùi, diễn viên lồng tiếng Bích Ngọc, Hà Thao, Tuyết Mai, Nguyễn Dinh, Thanh Bình, Duy Hồ, Khánh Văn, Thùy Trang, Đức Tuấn, Khánh Phương, Minh Thảo, kỹ thuật lồng tiếng Một Đính, Anh Dũng, Quỳnh Nghị. Tập 5. Anh nói tại tôi bị thương không làm được bộ chuyện chứ gì? Giờ tôi chứng minh cho mọi người thấy. Anh Phát, anh sao rồi? Đừng chụp nữa. Mấy trăm rồi. Biết làm sao được chứ, buôn bán ế ẩm đến vậy. Ba, nhớ lấy xe cẩn thận. Câu này mình nên tự nói với mình đi. Sau này con nhất định sẽ cẩn thận. Ba bán 2 chiếc taxi, sau này lấy gì mà sống? Mình sợ nó chết đói sao? Người ta vợ quá con coi, cả nhà chị đồng lưng người chồng mà sống. Bây giờ chồng chết rồi, chứ người ta đen xin sao? Lúc nãy đó, anh vừa mở cửa ra, thấy bà cầu đó mà té tay. Em chỉ sợ ba có chuyện gì. Em tưởng anh không sợ à? Em còn nhớ, hôm bà cầu bán 2 chiếc taxi đó có nói rồi. Ba nói hy vọng sau này em ra tù, có thể đường đường chính chính đứng lên làm lại. Biết làm người đàn ông sống có trách nhiệm, không thẹn với lương tâm với trời đất. Vậy cuối cùng hơn 1 năm nay ba sống sao? Thì cũng là chạy taxi, thỉnh thoảng chạy cả đêm. Anh cũng biết thân hình của ba sao rồi, ngày nào cũng ngồi trong buồng lái, nên tới nỗi lưng đau mỏi vai, đến bệnh viện khám mấy lần rồi đó. Hèn chi có mấy lần ba không tới thăm anh, còn nói là đi du lịch với bạn, thì ra đau lưng không thể tới được. Ừ, mỗi tháng ba chờ mong nhất là 2 ngày được tới thăm anh. Em thấy ba đau dữ dội nên kêu ba không đi. Vậy mà ba còn lo lắng, sợ anh biết, sợ anh buồn. Tại sao chuyện gì ba cũng ôm vô người vậy, chuyện gì cũng giấu anh vậy? Để anh biết rồi thì sao? Ba sợ sau khi anh ra tù không tìm được việc làm nên mới làm ngày làm đêm, định kiếm được ít tiền để anh ra ngoài phòng thân đó. Ba cực khổ như vậy là vì ai đây? Anh biết là ba vì anh, nhưng ba làm việc bán mạng như vậy sớm muộn gì cũng ngã quỵ. Còn nữa nha, ba cho anh Tiêu thuê căn phòng định kiếm chút tiền lời. Ai ngờ anh Tiêu chuyên lừa người quen, 2 tháng không đóng tiền phòng rồi còn làm cho căn nhà rối tung lên. Không trả tiền thì đuổi anh ta đi thôi. Đã ký hợp đồng rồi, anh ta còn cậy vào điều luật hợp đồng khiến cho ba cậu đau nhức cả đầu. Anh không tin không chơi lại anh ta. Anh đừng có làm bậy nữa, mất công ba cậu lại lo cho anh. Ê, không được rồi, anh nghĩ phải nhanh chóng kiếm việc làm. Ba cũng đã từng tuổi này còn bán mạng như vậy á, sớm muộn cũng ngã quỵ thôi. Vậy anh tới dịch ký phụ em một tay đi. Thôi không được đâu, anh tự giải quyết được. Anh sợ má em chứ gì? Thì anh có thể khóa van lại, cứ như là không nghe thấy gì. Ờ phải rồi, chú Phát sao rồi? Bây giờ tay của chú Phát không có băm bò viên được nữa, còn bị cái đám báo chí bôi nhọ khiến bây giờ chú ấy như người mất hồn. Ê, không phải đâu, trước khi anh vô tù chú còn bình thường mà. Sau vụ tai nạn, chú không nghe lời bác sĩ nói không đi làm vật lý trị liệu, còn tưởng như trước đây tiếp tục ra sức băm bò viên nên đã đau càng đau. Chú Phát trách anh làm tay chú bị thương, còn thường xuyên trút giận lên ba cậu, mà cậu cũng phải nhẫn nhịn cho xong. Vậy chú không bán bò viên cũng có thể bán thứ khác mà. Chú ăn nên làm ra nhờ cái tay băm bò viên. Giờ tay chú bị phế rồi, không tìm người trút giận mới lạ. Khổ nhất là thiếu phần, một mình chống đỡ tiệm ăn. Còn nữa nha, Sang Sang thì suốt ngày cứ thấy nó lầm lì cuối mặt, cả nhà cứ như là người bị mất hồn vậy.
à? Ô, Túc Bô. Ô, về rồi hả? Túc Bô. Quá rồi, bọn tôi thật sự rất nhớ cậu đó. Túc Bô, tôi cũng nhớ anh lắm á. Nè, ngồi đi, tôi làm ly nước cho anh uống nha. Túc Bô. Nè, ngồi đi. Túc Bô à, trời đất ơi. Trời ơi, cậu vừa đen vừa ốm. Ở trong đó chắc khổ lắm, phải không? Cậu ăn sáng chưa? Qua đây ngồi đi, tôi đãi nha. Không cần đâu. Ra tù rồi có dự định gì không? Cậu bị giam bằng 2 năm, tạm thời chưa được lái xe tải đâu. Ờ, tôi có người bạn giới thiệu việc làm rồi, lát nữa tôi sẽ qua đó làm. Cậu sao vậy? Ngó tới ngó lui định tìm trường phát ký hả? Thôi đi, mắt công ảnh lại thấy chướng mắt đó. Tiếp vận. Ủa? Chào buổi sáng. Tiêu Bô, cậu ra rồi hả? Vậy là tốt rồi, anh taxi không phải lo cho cậu nữa. Ờ, dạ phải, chú Phát đâu? Chú ở trong đó hả? Cậu tìm ổng làm gì? Cậu định tìm chú xin lỗi. Thôi đừng, đừng nhắc vụ tai nạn đó nữa. Cậu mà nhắc tới, ổng lại nổi cơn điên lên. Còn nữa, ổng sắp về tới rồi, hay cậu về trước đi. Phải rồi, cậu về đi, ổng nổi khùng thiệt đó. Mất công cãi nhau nữa, về đi. Còn nữa, sau này cậu có gặp ổng nhớ quay mặt đi hướng khác, nếu không lại cãi nhau nữa. Ổng về tới liền đó, cậu đi trước đi. Được không hả? Cậu về đi. Nè, có biết ở đâu bán xe hàng cũ giá rẻ không? Ngày đầu tiên làm lơ xe, mới đâu muốn bỏ tôi rồi hả? Tôi nóng nãy vậy, tôi sợ chịu không nổi thôi. Mấy tháng nữa tôi lấy bằng, có thể tự lái rồi. Ê, đương nhiên làm công tự do tốt hơn. Nè, không phải ba anh có 2 chiếc taxi hả? Nếu là tôi khỏi làm nữa, về nhà nghỉ cho khỏe. Alo. À được, tới liền. Nè, quá đâu có vấn đề, tôi lên đó giải quyết đã, anh canh xe nha. Không được đâu, tôi đang bị giam bằng mà, cảnh sát tới tính sao đi. Ít khi con cảnh sát giao thông ở đây lắm, nếu có là xui tận mạng rồi. Anh giả làm tài xế cũng được, nói tôi xuống liền, tóm lại không bị phạt là được rồi. Gia Bảo, lập tức xuống xe. Gì nữa đây? Sao hả? Anh bị giam bằng 2 năm chưa hết hạn mà anh lại dám lái xe không bằng nữa sao? Tôi đâu có. Lúc nãy xe tự tụt dốc, có bà già lượm rác, tay đeo máy trợ thính, đẩy chiếc xe đi ngang qua. Tôi gọi hoài bà không trả lời, cho nên mới lên xe kéo cần điều khiển xe dừng lại thôi. Vậy bà ấy đâu? Bà bên đó kìa. Người đâu? Chắc là quẹo vô hẻm rồi không chừng. Tôi vô coi thử. À đừng đi. Bây giờ tôi chính thức bắt anh và kiện anh tội lái xe không bằng. Cái gì? Cảm ơn. À, Madame à, con trai tôi sao rồi? Đồng nghiệp của tôi đang lấy lời khai của anh ta, chắc là không bị giam đâu. Ông chuẩn bị bảo lãnh cho anh ta đi. Ờ, cảm ơn. Nhưng ông Hà, thật ra con trai ông mới được thả ra trong thời gian giam bằng mà dám lái xe như vậy, đúng là coi thường luật lệ giao thông. Tôi khuyên ông nên canh chừng anh ta đi, nếu không sớm muộn gì cũng có chuyện. Thằng quý, đúng là thằng quý mà. Rõ ràng tự ngứa tay, đừng liên lụy tới tôi. Anh không kéo cần điều khiển nên xe mới tụt dốc. Tôi thấy anh từng ngồi tù mới giúp anh thôi. Tôi cần anh giúp hả? Anh sợ chịu trách nhiệm nên đổ hết lên người tôi. Anh đừng đụng chết người, coi tòa sẽ tin ai nói. Anh nói gì hả? Vậy cố gắng nói lại lần nữa đi. Đây. Anh cố gắng nói lại lần nữa đi. Hả? Dừng tay lại đi. Đây là sở cảnh sát đó, muốn khép tội hành hung thiếu kiểm soát hả? Hả? Ở sở cảnh sát động tay động chân, mày đúng là tài giỏi quá rồi. Sao ba lại ở đây? Tao tới coi thử mày chết thế nào thôi. Nếu không phải có người tình cờ đi ngang nhìn thấy nói tao biết, mày coi như không xảy ra chuyện gì chứ gì. Nếu như con giải quyết được không cần phiền tới ba. Vậy bây giờ có phiền tới tao hay không? Đầu mày không có đảo hả? Nè ba nói vậy là không tin con rồi. Tao tin mày có ích lợi gì? Hả? Mày có tiền án vừa được thả ra, ngày hôm sau phạm tội, quan tòa nghĩ sao đây? Quan tòa có tin mày hay không? Hay là mày thích ngồi tù có gì tốt lành, phong thủy tốt, bạn bè nhiều? Con làm như vậy á vì cứu bà cụ đó. Ba không tin con cũng đành chịu.
Mày bê tha cỡ nào cũng là con của tao. Tao rất muốn tin mày, nhưng tao bị mày chọc tới tức lộn ruột luôn. Hay là mày muốn tao mất luôn căn nhà, mày mới vừa lòng hả dạ đây hả? Ba yên tâm đi, những gì con nợ ba con nhất định trả hết cho ba. Mày làm sao mà trả cho tao đây chứ? Ở đây còn 430 mấy đồng, hôm nay con xài hết 60 mấy đồng. Tóm lại ba ghi sổ hết đi, tiền con nợ ba sớm muộn gì cũng trả hết cả vốn lẫn lời cho ba. Vậy dễ tính thôi, chúng tao 200 tuổi chưa chết, chắc chắn thu lại đủ đó, vậy vui quá rồi hả? Ủa, tôi bo. Vậy rồi hả? Lát nữa ra ngoài uống ly bia đi. Hai cha con có gì ngồi xuống từ từ nói, phải không? Ê, căn tắm này của tôi mà, sao anh lấy xài vậy? Trả lại đi. Hay, nóng nảy quá vậy. Trả đây. Trả cũng đợi tôi mặc quần cái đã chứ. Anh không trả tôi đập anh đó. Nè. Mày điên đủ như vậy hả? Điên đủ như vậy hả? Tao không muốn một ngày bảo lãnh cho mày 2 lần. Tôi đâu có bị bệnh da liễu đâu, chỉ mượn lau thôi mà. Vô trong bằng quần lót, cởi ra trả đây, cảm ơn. Ok. Em nói đi, có phải rõ ràng anh bị oan không? Cả ba cũng không chịu tin anh. Có phải cả thế giới này muốn anh chết thì mới vừa lòng không? Cái tính nóng nảy cộc cằn của anh á, đúng là cái chết cũng không sửa. Nè, tại sao phải sửa chứ? Em kêu đám người đó gỡ cặp kính mát ra nhìn anh rồi nói. Chuyện gì cũng đổ hết lên đầu của anh. Anh giải thích á, họ lại nghĩ anh nói càng. Anh nghĩ lại đi, ba cậu nặng 200 mấy bao, ngày nào cũng nhốt mình trong xe taxi lâu như vậy, không hay nổi nóng mới lạ. Ba cứ chửi anh cũng bình thường thôi mà. Anh thông cảm cho ba đi. Vậy anh bị người ta vu oan, vậy ai thông cảm cho anh chứ? Em thực sự hy vọng có ngày có kỳ tích xuất hiện, hai cha con anh không cãi nhau, vậy là em vui quá rồi. Được nhẹ tay một chút. Có phải bây giờ anh nghe anh chút mọi tâm sự, nghe giờ tới chán luôn. Em muốn được nhẹ tay. Ê, bên tay lại đi, đừng nghe nữa. Đau quá à. Chị Giang, xe chạy không êm lắm, chị kiểm tra giùm em. Lại là anh nữa. Tôi là quan hồn không tan mà. Đi nha. Nè, tôi bố. Đi nha. Xin lỗi nha, tâm trạng của anh không có tốt lắm. Hai người quen biết nhau hả? Anh ta bị em bắt suốt ngày, đương nhiên tâm trạng không vui rồi. Có tật giật mình. Thì ra là quan gia. Loại người đó đúng là có chết không chừa. Vừa được thả ra, lái xe không bằng lái. Nếu em là quan tòa, nhất định phán anh ta giam bằng vĩnh viễn. Sao em lại tức giận vậy? Em là cảnh sát mà, đương nhiên là không muốn xảy ra nhiều tai nạn rồi. Thật ra thì anh Turbo là hàng xóm của chị, lại chơi chung từ nhỏ tới lớn. Con người của anh không có tệ dữ gì đâu. Dân tài xế em gặp nhiều rồi, nhìn lái xe biết nhân phẩm. Người lái xe chạy ẩu, nhân phẩm không thể tốt được. Nếu như tính ảnh không tốt, trước đây chị cũng không có cặp bồ với ảnh. Chị chia tay với ảnh không phải vì anh có vấn đề, vì bọn chị không hợp tính thôi. Tóm lại em thấy con người anh ta có vấn đề đó. Thực sự thì em có thành kiến với ảnh không công bằng. Thì ngoài anh ta ra, vốn chỉ là em phải công kích hết tất cả những người xem thường luật lệ giao thông. Nhưng vụ vi phạm hôm nay á, chị không có dám bình vực cho ai, nhưng chị hy vọng bên cảnh sát sẽ điều tra rõ ràng. Yên tâm đi, đồng nghiệp của em biết xử lý mà. Mau ăn đi. Em nói đấy nha. Ê, đi thôi. Anh làm gì vậy? Xin lỗi nha người đẹp. Đền trơn mà người đẹp, cho anh ngồi nha. Đền ngồi nhà trơn chút thôi. Vẫn mà. Muốn đánh nữa phải không? Sorry madam. Đi. Chà, lợi hại quá à. Em biết quyền thái hả? Một thể thao nào cũng tập thử, cả karate em cũng biết. Nhưng mà bây giờ các bạn gái thích tập quyền thái rèn luyện sức khỏe. Em cũng có làm trợ giảng, hết giờ làm nếu có rảnh tới đó tập thử đi. Vận động ra mồ hôi cũng tốt mà. Thôi đi, mắc công chị tập được có mấy bữa thì lại bỏ ngang. Chị sắp đi châu Âu rồi. Chà, có người sắp làm cô dâu nước ngoài rồi. Đợi tháng sau em trai chị tốt nghiệp ở Mỹ về đây, tới lúc đó chị sẽ giao xưởng xe này lại cho nó. Andy đợi chị năm mấy rồi? Em biết rồi, hai người xa nhiều gần ít, cuối cùng cũng được đại đoàn viên chứ gì. Hận chọn ngày tốt xong nhớ báo em biết nha. Em xin nghỉ phép. Nè, người về thì tiếp tới thôi. Em nói trước rồi nha, em không mặc váy phụ dâu gì đâu, quê chết đi được. Mà hồng phấn có được không vậy? Không mặc đâu. Chuẩn bị cho em một bộ. Em mặc đồ tây thôi. Con về rồi. Chị con về đúng lúc lắm. Má phụ một tay dọn đồ đi, má dọn nãy giờ mà chết đi được. Trời ơi, lúc em con đi Mỹ đâu có nhiều đồ dữ vậy. Ảnh thông minh thiệt đó, gửi đồ về trước để chúng ta dọn giùm ảnh. Nếu không phải má sai máy bay, không thể ngồi máy bay đường dài, má cũng muốn qua dự lễ tốt nghiệp của thằng Minh. Ý, con có thể đi thay má mà. Năm ngoái con mới cùng đoàn du học qua Mỹ rồi, lại muốn xài một mớ tiền nữa sao? Thôi miễn bàn đi. Chị à, hay là em theo chị đi châu Âu,
tiện thể tham quan trường đại học bên đó cũng tú. Hồng Kông không có trường sao? Tại sao phải qua nước ngoài du học? Anh con có thể đi, sao con muốn nghỉ cũng không được nghỉ? Rõ ràng là má thiên vị. Alo, chắc chắn là anh Andy gọi điện thoại đường dài rồi. Còn đúng là nhiều chuyện quá. Mấy hôm nay em tìm anh nhiều lần lắm rồi. Anh cứ chuyển qua hộp thư thoại, kêu trả lời cũng không gọi nữa. Em lo cho anh lắm. Sorry nha, kế hoạch gần đây của công ty có chút trục trặc. Anh phải bổ sung rất nhiều thứ, làm tới không kịp thở nữa. Nửa năm nay lúc nào cũng nói công việc có trục trặc. Thật ra đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh ứng phó được mà, em yên tâm. Dù anh bận cỡ nào đi nữa, sức khỏe vẫn quan trọng hơn, biết chưa? Còn Justin nó sao rồi? Thành tích học của nó không tốt lắm, anh còn phải kiểm tra bài vở cho nó. Lần sau anh gọi lại nha. Nè, đừng có để em tìm anh cả tuần không gặp đó. Được rồi, bye. Bye. Chị à, sao gần đây chị nói chuyện với anh Andy á đều cúp máy nhanh như vậy hả? Con biết một ngày người ta nói bao nhiêu lần hay không? Trời, toàn tiền lẻ hả? Phải đó, tiền lẻ không phải tiền sao? Làm ơn nhanh lên giùm đi, tôi phải tranh thủ thay ca nữa. Ôi nè, đủ rồi á, cho anh hết đó, chắc là đủ á. Trời, có một hào cũng tính, làm chồng bà ta đúng là hạnh phúc không có gì bằng nữa. Được rồi, nghỉ thôi. Khoan đã, chờ tôi. Tôi phải thay ca rồi. Nè, tôi lên xe trước mà, ông không được từ chối khách hàng chứ. À, tôi nhận ra bà. Hôm đó bà lái chiếc xe cũ kỹ, phóng từ đường nhỏ ra đường lớn, suýt chút nữa đụng vô xe của tôi, là bà đúng không? Ông nặng gần cả tấn, có quá thành tro tôi cũng nhận ra ông. Hại chiếc xe tôi phải về hưu non. Tất cả đều nhờ phước của ông bạn mập. Xin lỗi nha, tôi phải thay ca rồi, bà ngồi xe khác đi. Trên tay ông còn cầm tấm bảng tạm ngưng chở khách hồi nào hả? Bây giờ tôi để lên đồng hồ tính tiền nè. Ngồi im đó. Ông bỏ lên tôi kiện ông từ chối chở khách, ông với tôi tới sở cảnh sát. Bà làm vậy rõ ràng là không nói lý lẽ rồi. Thái độ phục vụ của ông lỗi thời quá rồi. Bây giờ không xài được nữa. Để tôi dạy ông, đối với người lớn phải biết lễ phép, phải biết quan tâm và thương yêu. Thấy người lớn đứng ở bên đường, tôi còn xách túi lớn túi nhỏ, ngó tới ngó lui tìm taxi. Ông không cảm thấy thảm hả? Ông cũng nên có lòng thương người chứ. Ôi được rồi, tôi chở bà xong rồi tôi nghỉ vậy. Mà còn lôi thôi nữa, tôi chở bà tới nơi luôn đó, đi đâu đây? Trung tâm giáo dục cộng đồng Trung Hoàng, cảm ơn nhiều. Trời, lái xe không nên thô lỗ vậy, phải nên bình tĩnh, hòa nhã, an toàn là trên hết. Tôi lái xe mấy chục năm rồi, bà không cần dạy tôi, yên tâm đi. Tự cao tự đại, tôi cảnh cáo trước rồi đó, ông đừng có mà coi thường. Tắt dây an toàn đi, bà cũng đừng coi thường, nếu không thì tôi cũng cảnh cáo trước rồi. Hả, luật lệ giao thông tôi thuộc hơn ông, cần gì ông nhắc. Đường Leicester có tai nạn giao thông, cả phố to hẻm nhỏ giao thông tắc nghẽn, bà muốn tới Trung Hoàng nhanh hơn hả? Phải đi theo đường xe điện sẽ nhanh hơn đó. Tôi phải tranh thủ tới đó. Quan trọng nhất là không kẹt xe được rồi. Nè, tôi nói trước rồi nha, đường xe điện nhiều đèn đỏ hơn, cũng xa hơn. Tới lúc đó đừng nói tôi đi đường vòng đó. Yên tâm đi, ông bạn mập, tôi không đánh chết chó mới nói giá đâu. Ý, còn nói có tai nạn giao thông, cả hành lang khu đông bị phong tỏa, bây giờ thông thoáng hết rồi, còn thoải mái hơn là uống thuốc sổ nữa. Nè, ông không thật thà gì hết, ông bạn mập. Lúc nãy tổng đài cung cấp thông tin vậy mà, bà không tin hả? Nè, bà gọi tổng đài hỏi thử đi. Mấy vụ lừa đảo tôi thấy nhiều rồi. Tôi lái xe mấy chục năm rồi, chưa giờ không dùng mấy trò bí ổ để lừa đảo đâu. Đúng là kỳ lạ. Ngày thường tai nạn giao thông, cảnh sát giao thông xử lý cả mấy tiếng đồng hồ cũng chưa xong. Hôm nay tôi biết đâu cần điên gì, mới đó giải quyết xong rồi. Cảnh sát giao thông trước giờ làm việc rất có hiệu quả. Ông có thái độ thiên kiến vậy không được, ông bạn mạp. Cần nói đỡ dịp cho họ hay không vậy? Bà thân với họ lắm hay sao chứ? Họ có gì mà giỏi, chỉ giỏi ghi giấy phạt thôi à. Ơi, vô cớ bài trước ngài dân, bắt tài xế hạ hơi kiểm tra độ cồn, làm tới ngày chúng tôi kiếm tiền. Ông thúi miệng quá, ông bạn mạp à. Không cần nói giận như vậy, không thích nghe tôi im miệng thôi. Ông cọc cằn, lại nóng nảy, nên trong miệng có mùi hôi khó chịu, uống nhiều chút canh để hạ quả đi. Trời, ông mập tới nơi rồi, con xài chiêu độc hả? Xin lỗi nha, tôi lỡ đạp thắng mạnh quá. Làm ơn nhanh cho, tôi phải tranh thủ thay ca nữa. 58 đồng rưỡi, cảm ơn. Khỏi cần thối nữa. Cảm ơn. Để tôi thử trước coi.
ngon lắm, ngon lắm. Mọi người cùng thử đi, thử đi. Được rồi, được rồi. Ngon lắm. Có phải rất ngon không hả? Mặn quá, mặn quá. Này, bà Phương à, bộ nhà bà mở tiệm cá khô hả? Sao nấu canh mặn dữ vậy? No good rồi. Để tôi thử trước coi. Rất ngon, vị ngọt thanh. Mọi người cùng thử đi, mau qua coi thử đi. Này nè, sao lại không thử? Lập tức thử đi, uống đi. Ngon chứ gì, có phải rất ngon không? Vị ngọt thanh, canh lửa vừa tới. Bà Tống lợi hại thiệt. Tối nay ông xã bà uống chén canh này chắc sẽ vui lắm. Nè, về nhà tập nấu nhiều hơn, nấu hoài thành ngon. Muốn cho ông xã con cái vui vẻ thì phải bỏ chút công sức hả? Tới giờ rồi, tụi sau gặp lại nha. Được. Bye bye. Ngon chứ, về nhà nhất định phải nấu lại. Bà Cao à, đây là tiền mua nguyên liệu chúng ta nấu ăn tuần này đó. Tôi không biết có đủ tiền lẻ thối cho bà không. Ủa, bóp của tôi đâu rồi? Bà Cao à, hay là bà để quên ở đâu rồi? Có cần chúng tôi tìm giùm hay không? Lúc nãy tôi đón taxi tới có lấy bóp ra trả tiền taxi. Chắc là để quên trên taxi rồi. Trời ơi, sao đây? Báo cảnh sát hay không vậy? Không cần, tiền đó là chuyện nhỏ. Quan trọng nhất là lấy lại giấy chứng minh, còn phải khóa hết thẻ tín dụng nữa. Phải đó. Bà Cao à, ông này nói muốn tìm bà. Ủa, là ông hả? Bóp tiền này có phải của bà không vậy? Của tôi đó, ông tìm được ở đâu vậy? Lúc nãy thay ca quét dọn trong xe lượm được với ghế ngồi đó, coi như bà gặp may rồi. Cảm ơn ông, còn bắt ông tới tận đây trả. Bắt ông bà tuổi cao như vậy phải chạy tới chạy lui thôi. Trời, lớp trẻ dễ dạy, đã biết quan tâm thương yêu người già, vừa dạy là thông. Tôi làm xong việc rồi, có làm phiền bà nữa nha. Ê, khoan, bắt ông ra công ra sức vậy nên thưởng công cho ông mới được. Được, mời ông uống canh ngon học trò tôi nấu. Canh hả? Tôi nghe nhất là uống canh đó. Bữa nào tôi cũng phải uống hết. Người nóng nảy lại cọc cằn. Hôm nay tôi dạy học trò nấu món canh tuyết lê nam bắc hạnh hầm nạc heo, thanh nhiệt ngọt ngon, thông cổ mát họng, rất hợp cho người lái xe taxi nhom. Chà, đúng là canh lửa vừa tới à. Vậy hả, uống chén nữa đi, tôi dạy ông cách nấu luôn. Hả, uống thêm chén nữa hả? Tức là phải đóng tiền rồi. Được rồi, lần sau hãy nói đi, có gì gặp lại nha. Nè, tôi không có ý đó nha. Ý bà tôi hiểu rồi, được rồi mà. Nè. Hôm nay do trợ giảng làm mẫu kêu tôi dạy, mọi người chú ý nhìn kỹ, bắt đầu. Good. Mọi người thấy rõ chưa? Hôm nay kết thúc ở đây. Bạn học. Sao rồi? Bà Cao. Chào. Bà Cao. Chào cậu về hả? Con về trước. Bye bye. Anh Tài về không? Lúc này các sư muội đều có mặt. Vậy từ vậy đương nhiên phải mạnh bạo một chút rồi. Anh không sao chứ? Có cần khám bác sĩ không? Đương nhiên là khỏi, anh còn chịu được. Ủa bà Cao? Thái à, cậu tệ quá ngàn. Không phải con tệ đâu, là Lệ Tâm giỏi thôi. À phải rồi bà Cao, nhà hàng hải sản gần đây á có mấy con vua há cảo rất bự, nghe nói rất là ngon đó. Phải đó, tôi rất thích ăn há cảo. Nội à, đừng tham ăn vậy, há cảo nhiều cholesterol. Còn nữa nha, chẳng phải nội còn lớp dạy sao? Phải rồi, hay là anh tự đi đi. Nè, vậy Lệ Tâm à, hay là chúng ta... Còn em thấy hơi mệt, nên em nghĩ em nên nghỉ một lát rồi đưa nội về nhà nữa. Vậy để lần sau đi ha. Vậy được. Vậy em nghỉ ngơi ha. Bà Cao con đi trước. Bye bye. Con á, con đúng là xảo quyệt, lấy nội ra diện cớ. Mất công á, anh lại hiểu lầm, suy nghĩ lung tung. Sao con không cho người ta cơ hội? Tính thằng Thái cũng rất thật thà. Còn nói con không cho ảnh cơ hội, nội không thấy mấy người đẹp lúc nãy hả? Người nào cũng xinh xắn, cũng dễ thương, để cho ảnh không ít cơ hội. Vậy nó có vấn đề gì hả? Không phải ly trà của con. Vậy con muốn uống trà gì? Trà sữa, trà chanh hay là trà Cao Lệ Tâm? Thiệt tình á, ít ra trình độ thấp nhất cũng phải đánh thắng con mới được. Trời ơi, vậy tức là cháu nội tôi uống trà hồ đồ rồi. Thời nay chẳng lẽ còn muốn dựng đài tỷ võ chiêu thân hả? Yên tâm đi nội à, ly trà cháu rể của nội á, sớm muộn gì nội cũng được uống thôi, không cần phải lo lắng gì. Nội có lo cái gì đâu,
Cao Lệ Tâm nhà này dễ thương vậy, khối người muốn dành uống ly trà con dâu của con rót. Nội à, canh này còn thiếu chút lửa, vẫn là canh nội nấu ngọt hơn, nhuận hơn. Nội là gì thói kén cá chọn canh của con. Đã uống canh ngon rồi, làm sao uống được canh loại hai nữa. Thật ra nồi canh này cũng không tệ. Lúc nãy á, nội cho ông bạn mập lái taxi uống, ông ta uống cũng khen lấy khen để. Ông bạn mập lái taxi nào vậy? Đó, chính là lần trước nội dì tránh chiếc taxi đó làm chiếc xe thân yêu của nội thành vật trưng bày. Ông bạn mập đó đó. Đúng là trùng hợp. Hôm nay trùng hợp nội lên ngồi xe ông ta, nội để quên bóp tiền trong xe đó. Ông ta còn cố tình mang tới trả nội. Người nặng 200 mấy bao, chạy tới chạy lui đúng là vất vả quá. Ông ấy đúng là người tốt thật, nhưng mà con trai ổng thì quá kém cỏi. Nội có biết con trai ổng bị con bắt giữ tới 2 lần vì tội lái xe không chịu trách nhiệm không? Sao lại trùng hợp vậy? Phải đó, lần đầu anh ta say rượu lái xe tông chết người, còn lần thứ hai là mới ra tù, ngày hôm sau lái xe không bằng. Trời, thằng con gây đủ chuyện phiền phức, hèn chi ông mập nóng nảy vậy. Nhưng học trò khó dạy cỡ nào nội cũng dạy qua rồi, có cơ hội nội dạy cậu ta vài chiêu. Con người đó có chết cũng không chừa, không phải dễ dạy gì đâu. Người như anh ta đụng người bị thương, đụng chết người, tốt nhất sau này không cho anh ta lái xe nữa. Trời, con nóng nảy quá. Nồi canh này rất hợp với con. Uống hết đi, không đủ nấu thêm nồi nữa. Ngày 128. Tôi nghe. Có khách đang đợi anh ở phố Sài Loan, làm ơn tới ngay. Tôi có khách đường dài, tôi gọi người khác giùm đi. Nhưng khách nói nhất gọi xe anh. Nếu biết được hầm một như vậy, tôi đi chi phí đang học công rồi. Good afternoon. Chào bà, chào bà. Đi đâu vậy? Trời, đúng là ông thông minh ha. Là bà thắt dây an toàn giùm nha. Thôi, tôi biết rồi, không cần ông nhé. Tối qua uống chén canh đó, bữa nay bớt cọc cằn nhiều ha. Canh thôi mà, bà tưởng là tiền đơn chắc. Chuyện gì cũng không thể một bước lên mây được mà phải kiên trì nhẫn nại. Rồi, bà nói nhiều đạo lý như vậy, mà là người truyền giáo cũng phải không? Tôi là hiệu trưởng dạy hưu. Hèn chi là như vậy. Dạ. Như là bà bị bên nghề nghiệp rồi. Nè, tặng ông món quà này. Hả? Có quà nữa hả? Còi hả? Bà dạy bộ thể dục sao? Hiệu trưởng trường danh tiếng cần dạy thể dục. Nè, lúc nào ông bực tức thì cầm còi lên thổi, thổi hết khí nóng ra ngoài, rất công hiệu đó. Phải không vậy? Đây là kinh nghiệm nói chuyện của bà đó hả? Tôi bị học sinh chọc tức nhiều quá. Này, không phải ông thấy tôi bực tức nên phải thổi còi chứ? Không phải đâu, tôi cảm ơn bà tặng cái còi thôi. Thank you bà Cao. You are welcome. Cô lại vậy? Anh này xấu thiệt đó, cứ nhìn người ta chầm chầm như vậy muốn nhìn gì đây? Anh đẹp trai. Đây là nhà của tôi, ai cho cô vào? Đi ngay đi. Trời ơi, đẹp trai à, sao anh nóng tính cái gì? Trời, hay là em hạ quả đi anh nha. Biến lẹ đi. Trời ơi, thì đang thích chơi cảm giác mạnh hả? Cô về nhà chờ tin, biến đi. Nè. Đừng làm phiền anh Tubo vậy chứ. Người ta là trai chung tình mà. Anh có lộn hay không vậy? Anh coi nhà này là động điếm hay là khách sạn tính giờ? Anh mau giải quyết cục nợ này ngay cho tôi đi. Ok, đi. Ý nè, chưa có trả tiền mà ông chủ. Đợi anh. Anh đẹp trai ơi, em bộ. Tới nhà là có thể gặp em ngay nhất gọi cho em nha. Nè, tiền nè, đi thôi. Em giảm cho anh 20%. Hay lần sau giảm giá cho anh vậy, bye bye. Anh không có tiền trả tiền phòng, bắt chứ người ta gọi gái. Tôi trả đủ tiền mặt cho ba anh rồi, dẫn gái về nhà giải khuây có vấn đề gì hả? Anh không đóng tiền mấy tháng rồi, anh coi ba tôi là đồ ngu hả? Hôm nay tôi phải tính rõ ràng với anh. Tiền phòng. Nhưng điện thoại. Alo, Giang hả? Làm xong rồi hả? Được, tôi tới liền. Anh đừng có diễn cớ chùn nha. Tôi phải tranh thủ đi làm, để tôi về rồi từ từ bàn với anh. Nè. Đẹp đẽ rồi. Sửa được rất đẹp. Cảm ơn nha Giang. Nè, anh chưa trả tiền. Thanh cản trước bị táo bạo đụng hư, em tới đòi tiền ảnh đi. Sáng nay anh có tới đây, nói là thanh cản trước là anh đụng hư, làm tối qua anh không đi được, còn vô quan cho anh. Tiêu à, lần nào anh cũng kiếm cớ thiếu nợ, làm ăn với anh coi như làm không công rồi.
Hey, chúng ta quen thân vậy, em sợ anh trốn nợ chắc. Để vài hôm nữa đi. Lúc nào cũng nói vài hôm nữa. Sao làm chết hai con cá nhà tôi? Gì chứ? Thì con nhỏ đó thích cho cá ăn. Tôi kêu cổ đừng có cho nhiều quá, cổ không có nghe. Tôi cũng hết cách thôi. Đó đó. Sao ngày chẳng mấy thứ đầu đường xó chạy về nhà, lại không trả tiền phòng. Anh coi nhà tôi là chỗ nào? Anh biến ngay cho tôi. Trời ơi, anh Tu Bồ, anh cũng buồn cười thiệt á. Tôi ký hợp đồng với ba anh rồi, tôi không dọn đi anh làm gì tôi chứ? Anh không dọn tôi đập anh ngay á. Nè anh bình tĩnh đi. Thật ra nói sao mới chịu dọn đi? Ít nhất cũng phải đền cho tôi 3 tháng tiền nhà. Anh muốn bày trò hả? Anh còn dám gì nhà? Tôi đập gãy chân của anh. Trời 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 trời, anh dọa ai hả? Tôi không tin anh dám đụng tới tôi á. Loại người như anh á, nếu có bản lĩnh á, đã không cần ba anh bán hai chiếc taxi cứu anh rồi. Hai ông già có tiền phòng thân, đúng là thê thảm à. Đó, đều là nhờ thằng con phá của nhà anh hại đó. Tù nó trại. Ê, đừng có bình tĩnh lại đi. Cái gì vậy mà? Nói gì? Đừng mà. Nói lại đi. Anh nói gì? Hả? Nói đi. Bà mau qua sửa xe đi, tụi bọn đang đánh nhau với anh Tiêu đó. Còn giữ hai đứa đó lại giùm ba đi, ba tới liền. À, xin lỗi nha bà, tôi có chút chuyện gấp. Bà có thể xuống trạm đón taxi phía trước không? Cần gì phiền phức vậy? Ông cần tới đâu tôi xuống xe ở đó được rồi. Chà, tốt quá, cảm ơn bà nha. Ê, 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 đừng chạy nhanh như vậy chứ. Ai trời. Ê, ba còn xe đi. Đừng, 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 đi. Bao đi. Đừng, đừng. Làm cái gì vậy? Tao hỏi mày đang làm cái gì vậy? Anh taxi, anh đến đúng lúc lắm. Con trai anh điên thiệt rồi. Anh nhìn đi, nó đánh em thành như vậy nè, còn đập bể xe em nữa. Xe không chạy được nữa, người cũng bị thương rồi. Món nợ này phải tính sao đây? Được, 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 được. Tao tính với mày ha, tao tính với mày. Nhưng mà tính bằng nắm đấm không tính được hết đâu, hả? Mày đứng đó nói không đau lưng sao? Hả hỏng chửi bới được mà. Tao phải lấy máy tính ra, phải tính rõ ràng với mày được. Ê, coi như tôi nhiều chuyện. Dạ à, sửa xong cho báo cho anh biết nha. Đồ khốn. Bác Công, như vậy coi như xong hả? Không coi như xong, cũng nên có thái độ đó. Mày điên hả con? Bạo lực giải quyết được vấn đề sao? Ngồi tù ra còn chưa biết tởn hả? Cái gì mà ngồi tù chưa biết sợ chứ? Con giúp ba đuổi cục nợ đi thôi. Bác cậu à, tao muốn coi thử miệng mày cứng hay là tao cứng hơn. Tụi cứ nói biết sai bà sửa, vậy còn gì bằng. Mày là chết không chừa mà. Mày nên về quê cày ruộng, lăn lộn trong bùn đất, rồi chết cho thoải mái đi. Vậy mày mới hả dạ mà. Mày đúng là nóng phân. Chuyện gì cũng lại có sai. Con là tù ra trại mà, con liên lụy ba, con hại luôn cả nhà. Hai cha con anh mỗi người nói ít một câu đi, đừng có cãi nhau nữa. Dạ, con đừng có binh nữa, nó không đáng để con binh việc cho nó đâu. Đứng qua một bên đi. Tao dạy vậy đó, tao nhìn thấy mày trước mắt, mày có phụ chứ gì? Không phụ đánh đi, một là tao chết hay là mày chết. Bắt công cả hai thấy trước mắt. Bà muốn con chết chứ gì? Đánh đi, bà đánh đi. Con chết rồi là trả xong nợ cho ba. Đánh đi. Mày tưởng tao không dám hả? Tao lẽ ra được mày, hôm nay tao lấy bạn của mày cũng là hợp tình hợp lý thôi. Hiệu trưởng Trường Hiểu Văn. Sao nhìn quen mặt vậy? Anh là Hà Gia Bảo đó. Hả? Thì ra cậu là ba của Hà Gia Bảo. Dạ phải đó hiệu trưởng. Nói tới con cậu đúng là lợi hại. Bao nhiêu năm nay tôi vẫn còn có ấn tượng sâu sắc. Suốt ngày đánh nhau với bạn học, trốn học, quay cớp. Chưa hết một học kỳ đã bị ghi 2 lỗi lớn, 1 lỗi nhỏ rồi. Phải đó, không biết tại sao vừa sinh nó ra đã khó dạy vậy rồi. Khó dạy cỡ nào cũng có cách mà. Nhưng phải nhờ phụ huynh học sinh phối hợp chặt chẽ với nhà trường. Riêng trường hợp cậu còn thiếu sự phối hợp. Nhớ hồi đó chúng tôi gửi rất nhiều thư mời cậu và bà xã cậu tới trường học để chúng ta cùng bàn bạc vấn đề của Hà Gia Bảo. Nhưng mời bao nhiêu lần hai người cũng không tới. Hiệu trưởng à, năm đó tôi vừa trả góp xe, vừa trả góp nhà, ngày nào cũng phải làm thêm giờ. Mà thấy đau tai qua mắt, lấy đâu thời gian ra mà hợp. Viện cớ, có chuyện gì quan trọng hơn giáo dục con cái hả? Chúng tôi là dân lao động, đương nhiên là không biết dạy con, nên mới giao con cái cho nhà trường dạy dỗ đó. Trả mấy trăm đồng học phí là muốn nhà trường dạy dỗ con trai cậu hả? Nếu như không đủ, nhà trường có thể tăng tiền học phí mà. Vậy cậu có biết con trai cậu hư đốn từ lúc nào không? Tôi đang hỏi cậu, cậu có biết con trai cậu hư đốn từ lúc nào không? Tôi đang nghĩ đây nè. Tôi thấy con trai cậu từ nhỏ tới lớn, cậu cũng chưa từng nghiêm túc trao đổi với nó. Không phải đâu, lúc bà xã tôi còn sống cũng thường xuyên nói chuyện với nó mà. Không thèm quan tâm tới chuyện của con. Con cậu làm sao nghĩ là cậu coi trọng nó? Nếu cậu biết dạy nó sớm hơn thì không phải nổi trận lôi đình như lúc nãy. Thì bà cũng thấy rồi đó, nó có thái độ như vậy còn dạy được gì? Có, dạy bằng tâm, chắc chắn dạy được.
Thanh sắt cũng có thể mài thành kim mà. Anh giúp ba đuổi tên khốn đó đi, còn bị ba chửi rủa. Em nói có điên, có nổi khùng không? Tính ba cầu cũng dễ dỗ ngọt thôi mà. Giờ anh nghiêm túc tìm được việc làm, sau đó tập trung tinh thần làm việc, nhận được lương rồi mua đùi ngỗng quay cho ba anh. Nhớ là đùi phải đó nha. Anh đừng có bắt ba cầu lo cho anh, bắt em lo cho anh được không vậy? Đừng có phí tâm sức của em giúp anh tìm được việc làm. Anh còn món nợ chưa trả cho em nữa đó. Được rồi, anh không xù đâu. Anh không xù đâu, nên anh nhất định phải làm việc này lâu dài. Nếu không làm sao mà trả nợ? Anh đã nợ em nhiều như vậy, tức là phải làm mướn cả đời rồi. Ừ. Một người mới ra tù như anh, họ có chê bai anh không? Chuyện trước đây của anh á, người ta đã biết hết rồi. Nếu người ta đã kêu anh tới thử việc, tức là không có vấn đề gì rồi. Quyền à, quả thật cảm ơn cậu. Đừng nói vậy mà bà Cao, ảnh là học trò của ba, tôi nhất định quan tâm tới ảnh. Được. Tôi vô trong làm việc trước nha. Không phiền cậu nữa. Ủa, Hạ Gia Bảo. Hiệu trưởng. Trưa Hiểu Văn. Hiệu trưởng. Tôi gặp lại học trò trước đây, thích nhất là được nghe họ kể chuyện sau khi tốt nghiệp, họ làm việc và sống ra sao. Nè, cậu sao hả? Con. Hiệu trưởng vẫn nghiêm như xưa. Đâu cần căng thẳng vậy, lại không phải thi môn nói chuyện chơi thôi mà. Con không có gì đặc biệt, con lái xe tải. Tôi ghét nhất là nghe người ta nói dối. Cậu đó, say rượu lái xe tông chết người ngồi tù 2 năm mới ra đây thôi, đúng không? Phải. Từng ngồi tù thì từng ngồi tù, cậu cứ coi như lưu bang đi. Bây giờ được ra rồi, tiếp tục nỗ lực, cậu vẫn có thể lên lớp. Con không thích đi học, bà cũng biết mà. Không được, không được lựa chọn. Cậu nhất định phải học. Sao cậu không coi việc học là một chuyện vui vẻ thoải mái hưởng thụ hả? Đó, Trương Hiểu Văn làm được rất tốt. Dù chuyện gì không nên mới nghe ra từ chối, dù quá đắng cỡ nào cũng có hậu ngọt. Hai người thông đồng từ trước phải không? Em nói giới thiệu việc làm cho anh, thực ra là do hiệu trưởng giới thiệu. Ai giới thiệu có gì quan trọng? Quan trọng nhất là cậu nắm bắt thời cơ, biết chưa? Dạ. Có ai trong đó không? Rửa toilet. À, có người sàm sỡ. Sàm sỡ gì chứ? Tôi cưỡng giam. Ê cô ạ. Cứu tôi với. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Nào. Lại là anh nữa. Mới bị bắt lái xe không bằng, giờ lại ở đây sàm sỡ. Là muốn vu oan tôi hả? Anh là của ta tự vô toilet nam, cô nhìn đi, có một cậu đứng kia mà. Xin lỗi nha, tôi lầm lẫn, xin lỗi. Anh ta không sàm sỡ cô thật chứ? Nghe thấy rồi, còn không buông tay, hay là muốn tôi la sàm sỡ đi? Mắt vừa mờ tay vừa điếc, la sàm sỡ. Tôi có sàm sỡ cô không? Tôi mà thèm sàm sỡ cô. Cô cảnh sát này còn ngang hơn nữa, có lý vô lý cũng ra tay đánh người. Cũng may không trong giờ làm, nếu không cô rút súng hạ tôi luôn rồi. Nè, đừng có càng nói càng quá đáng. Nghe tiếng la sàm sỡ đương nhiên tôi phải ra tay, lỡ như xảy ra chuyện tính sao? Tôi quá đáng hả? Cô thân là cảnh sát chưa tra rõ ràng, như chó điên xông vô đánh người, vậy có quá đáng hay không chứ? Chỉ bằng lần sau cô bài kế giá quả tôi mua bán ma túy luôn đi, đồ ngốc. Ê, chuyện nào ra chuyện đó, anh đừng qua đùa cả nắm gì. Lần này là cổ nhầm lẫn thôi. Vậy cô có sai không? Có sai không hả? Tính sao đi? Tính sao gì chứ? Không được cãi. Nội ở ngoài nghe thấy hết rồi. Bà Cao, chỉ là hiểu lầm thôi, xin lỗi. Hiểu lầm tức là sai, sai thì phải nhận lỗi. Còn không xin lỗi người ta. Nội à. Nói đi. Xin lỗi. Tôi không dám nhận đâu, bị mất trí tạm thời, không nghe thấy gì hết. Tôi làm việc đi.
Nội bất bình thay cho Hà Gia Bảo, tự dưng bị con đánh một trận ê ẩm. Nội à, con đã lên tiếng xin lỗi anh ta rồi, tại anh ta không chịu nhận thôi. Diện cớ, nội ghi con một lỗi. Anh ta đã tội lỗi đầy người rồi. Có thành kiến với người khác, có phải là muốn ghi lỗi nhỏ không? Con người anh ta vốn có vấn đề, sao nội lại giới thiệu anh ta tới đây làm vậy? Đây là trung tâm giáo dục mà. Đeo kính mát nhìn người, ghi thêm một lỗi nhỏ. Trước đây anh ta say rượu lái xe đụng chết người, sau đó được thả 2 ngày sau lái xe không bằng, có chết không chừa hết thuốc chữa rồi. Vụ lái xe không bằng đã điều tra rõ chưa? Con thành kiến với người ta vậy, coi chừng bị ghi lỗi lớn. Nội à, sao nội hết lời bên chữ anh ta vậy? Nội dạy học mấy chục năm, rất có kinh nghiệm nhìn người. Nội tin tưởng Hà Gia Bảo vốn không phải hư đốn. Tại nội không biết thôi. Bây giờ những người ngồi tù được thả ra còn xảo quyệt nham hiểm hơn trước nữa. Lúc nãy con còn thấy đánh anh ta chưa đủ đâu. Trời, coi con kích động như vậy, lỗi lớn này nội ghi vô chắc rồi. Nội à, con làm cảnh sát giao thông lâu như vậy, con rất có lòng tin mình không nhìn nhầm bọn tài xế thiếu trách nhiệm đâu. Còn nội tin mình không nhìn lầm người, vì chồng nội là cảnh sát, con nội là cảnh sát, cháu gái nội cũng là cảnh sát. Con giỏi hơn nội được chắc. Về rồi hả? Đúng lúc lắm, vào cơm thôi. Tối nay món ta là cơm thịt kho, món tây là cơm sườn nguyên ương nè. Món ta hay món tây? Cái gì món ta hay món tây, cơm hộp thì là cơm hộp. Con về phòng ăn. Sao lại về phòng ăn vậy? Còn ăn với bốn bức tường hả? Có gì mà ngon chứ hả? Hay là muốn chôn vùi tuổi xuân? Thì con mệt, muốn về phòng chợp mắt một chút, vậy không được à? Mặt mày sao vậy? Sao giống quá trang quá vậy? Không cẩn thận đụng trúng thôi. Không cẩn thận đụng vô nắm đấm người ta hả? Thích động tay động chân quá như vậy, sao chịu đi làm võ sư đi, lại có tiền bỏ túi nữa. Bà thích nghĩ sao thì nghĩ.